Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi bé muôn nhà võ hà trâm đã tự mình làm điều này không cần mẹ mới đây võ hà trâm vừa đăng tải một video bé muôn đang tự mình uống sữa dù chỉ mới 6 tháng nhưng bé muôn đã vô cùng khấu khỉnh và cứng cáp có thể tự mình cầm bình sữa uống mà không cần mẹ giúp đỡ khuôn mặt phúng phính đôi mắt tròn xoe của bé muôn nhà võ hà trâm khiến cư dân mạng phải rùng tim cô bé càng lớn càng giống bố nét lai ấn vô cùng rõ ràng chính vì nét đẹp độc đáo này mà nhiều người còn dự đoán cô bé sẽ là một mỹ nhân trong tương lai của sau biết việc, Ái nữ lai ấn nhà võ Hà Trâm đáng yêu hết nấc khi đội mũ điệu đa. Về chung một nhà với ông xã người Ấn Độ, tổ ấm của võ Hà Trâm hạnh phúc hơn bao giờ hết khi thiên thần nhỏ ra đời. Bé Moon được nhận xét như một bạn sao nhí của bố, càng lớn càng xinh xắn và đáng yêu. Xin tiểu công chúa nhưng thường bị nhầm là hoàng tử, võ Hà Trâm liên tục ra tay làm điệu cho ái nữ. Trên story trang cá nhân, vợ Hạ Trâm đăng tải khoảnh khắc dễ thương của thiên thần nhỏ, bé Moon diện chiếc yếm màu xanh dương, khoe trọn thân hình bụ bẩm đáng yêu. Mái tóc đã cắt gọn gàng, nay được làm điệu bằng chiếc mũ len có họa tiết xinh xắn. Được mẹ trưng diện hết nấc, lần này hẳn sẽ không còn ai nhận nhầm tiểu công chúa là hoàng tử nữa. Bé Moon còn nhỏ tuổi nhưng có thể thấy rất giản dị trước ống kính, tương tác vô cùng tự nhiên, từng bị mẹ than thở gương mặt quạo như bà chủ hội. Thiên thần nhỏ giờ đây rất hợp tác chụp hình, đôi mắt long lanh to tròn và nụ cười tươi rói của ái nữ nhà võ hạ Trâm khiến khán giả yêu mến không nở rời mắt. Tiểu công chúa đáng yêu hết nấc khi đội mũ. Võ Hạ Trâm từng hài hước tiết lộ chuyện ái nữ hay bị nhầm lẫn giới tính. Sau khi cậu trọc đầu, bé Moon lại càng giống quý tử hơn chính bản thân nữ ca sĩ cũng phải hoang mang khi ngắm nhìn thiên thần nhỏ để tránh chuyện bị khen nhầm xảy ra võ hà trâm đã sắm sửa loạt băng đô xinh xắn cho bé muôn khi đi ra ngoài với mẹ tiểu công chúa cũng được chân diện điệu đà ngoại hình đáng yêu của nhóc tì đốn tim các khán giả bước vào cuộc sống bỉm sữa võ hà trâm bận rộn như các bà mẹ khác nữ ca sĩ mãi chăm con đến mức quên cả ăn cơm hay chải đầu dù vậy mỗi khi nhìn ngắm ái nữ bên mình bao mệt nhọc của cô đều tan biến hết Hình ảnh đáng yêu của bé Moon khiến khán giả không nở trời mắt khi ngắm nhìn. Tiểu công chúa nhận được rất nhiều tình yêu thương ngay từ khi lọt lòng, không chỉ từ gia đình mà còn công chúng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.